Welcome các cô chú bác anh chị đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ hôm nay. Cả nhà có thể thấy hôm nay trời trong xanh rất là đẹp và đây là một khu thương mại khá là sầm uất. Mình rất là thích khu này tại vì rất là xinh đẹp và sang trọng. Để quay trở lại với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay, Uyên Quỳnh mời cả nhà chúng ta cùng nghe chia sẻ những tâm sự của những anh chị cô đơn đi tìm người yêu của mình. Kênh Uyên Quỳnh hiện tại đang mở ra chương trình ưu đãi dành cho hội viên. Nếu ai đăng ký là hội viên của chương trình, tùy theo từng cấp độ sẽ được hưởng những ưu đãi trong đó. Và những anh chị nào khi lên kênh của Uyên Quỳnh khá lâu chưa tìm được bạn và Uyên Quỳnh cũng không nhận được tin tức về anh ấy là chị ấy đã có bạn rồi hay chưa, thì những phần video của anh ấy, chị ấy sẽ được đăng lại bên phần Facebook. Và khi các anh chị đang tìm hiểu với nhau thì nhớ tìm hiểu cho thật kỹ, nhất là về chuyện tiền nong thì không nên vướng vào, vì như thế dễ mất lòng. Nào bây giờ Quyên Quỳnh mời cả nhà chúng ta sẽ đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay nhé. Chị chào em ha. Dạ em chào chị Quyên Quỳnh. Chị rất vui chào đón em đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay ha. Dạ em cảm ơn chị. Em có thể chào cộng đồng rồi em giới thiệu cho mình ha. Dạ em chào cộng đồng bạn, em chào tất cả các cô chú bác trên cộng đồng. Dạ em cũng giới thiệu tên em là em tên Tiên, em sinh năm 1978, em 46 tuổi. Em đang sống ở Cần Thơ. Hiện tại em đang làm công việc gì? Dạ, bây giờ thì đang em đang ở nhà. Tại vì mẹ em bệnh á, em về nuôi mẹ cũng ở 4 tháng rồi. Rồi trước đây em làm công việc gì? À trước đây thì em làm bên tóc với nail á chị. Em làm dạ. Công việc đó được lâu chưa? À, em làm lâu rồi, hồi đó là em 23 tuổi. Khá lâu ha. Rồi em có mở tiệm không hay là em đi làm cho người ta? Dạ hồi trước em cũng có mở tiệm, sau này với em sanh em bé thì em nghỉ rồi sau lại mới làm lại, nhưng mà đi làm thợ thôi, không có mở tiệm nữa. Rồi tình trạng hôn nhân gia đình em như thế nào em? Em ly hôn năm 2009. Lâu lắm rồi chị, còn tới năm rồi. Lý do gì sao hai vợ chồng chia tay? À, lúc em mang bầu em bé đó thì ông xã có người khác. Lúc đó em bị sốc lắm đó, nhưng mà em cũng ráng chịu được cái sanh bé xong. Sanh xong rồi thì lúc đó em nói với mẹ ly hôn mà mẹ mới cho. Xong em lên Sài Gòn 4 tháng rồi Hi, I'm attorney Armando Pius. My wife, Christine Lone Pius, and I have been serving the Vietnamese community for many years. We are here to support you and to get you the results you deserve. Sự lựa chọn luật sư là một quyết định quan trọng đến với quý vị. Vì hơn 35 năm kinh nghiệm, gia đình luật sư Pius chúng tôi sẽ bảo vệ quyền lợi cho quý vị. Pius, Pius and Pius. Trustworthy, knowledgeable, caring. Em rồi ông xã trước của em làm việc gì? Ông xã em làm bên xây dựng chị. Em rồi em nghĩ ưu điểm của mình là gì? Em máy tính em thương người lắm. Ở trong nhà là em lo lắng hết, từ ông bà cha mẹ cho tới anh chị em chồng con, lo lắng mạnh hay nhịn lắm. Em buồn, em vui thì em cũng nhường nhịn hết, chứ em không có kiểu gì chịu thiệt hết đó chị. Còn khuyết điểm của em? Em là có nghĩa là hiền quá, mình thật đó. Xong giống như mình cũng bị ăn hiếp đó. Rồi cái buồn cứ để trong lòng tự khóc.
Em rồi à, bây giờ em muốn tìm người bạn cho mình, em muốn người đó như thế nào? Dạ, tại vì em là em hay đi ở chùa với em làm phòng thuốc nam bên hội từ thiện đó chị. Em cũng muốn tìm người có đạo đức mà người ta phải hiểu được em, chứ em sợ như lần trước vậy, cái cú sốc em chịu không nổi. Em rồi em có nghĩ là người bạn của mình muốn làm quen ở độ tuổi khoảng bao nhiêu thì ok không? Dạ, hơn em cả 10 tuổi. Từ 60 đổ lại tới 50 chị. Em rồi nếu mà anh ấy hút thuốc uống rượu thì em nghĩ như thế nào? Dạ, đàn ông mà hút thuốc uống rượu thì bình thường, nhưng mà uống có chừng mà tuần. Con em như thế nào? Có ủng hộ em đi tìm người bạn mới không? Dạ có, bé nói là mẹ ơi, mẹ ơi, tìm chú nào mẹ cưới đi, chứ con mai mốt con học xong con đi ra ngoài con đi làm ăn con tự lập, mẹ cũng không cần lo cho con. Mẹ kiếm chú nào đó mẹ cưới rồi sanh bé đi để bé nó chơi với mẹ. Thế À, nào bé con em dễ thương lắm, dạ con của em ngoan lắm chị. con em đã bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 10, 17. Wow, lớn rồi ha. Con gái hay con Dạ. trai? Sao chị? Con em là con gái hay con trai? Dạ con trai ạ. Cha có phụ em tiền nuôi con không? Cha của bé? Dạ không, em lo hết. Em rồi em coi video của chị hay là ai giới thiệu em xem? À, hôm bữa em đi bệnh viện nuôi mẹ đó, cái mấy chị nuôi nuôi chung với em ấy, trời ơi, bà ở gì chi mình vậy và khổ lắm. Em cũng thấy mọi người đi nuôi mà có chồng nuôi á, cái mình cũng tủi thân, cái mình nói không biết là sau này mình sao. Cái xong rồi cái mấy chị nói thôi để chị cho có cái kinh kết nối yêu thương, em không biết luôn đó. Cái rồi mấy chị mới lấy điện thoại mấy chị kết nối giùm em, với em cũng không biết làm, tại vì em chỉ nghe gọi thôi. Vậy đó hả? Rồi sau khi Kiểu chị như con. Dạ. sau khi mấy Chị chị nói đi. sau khi mấy chị giới thiệu như thế rồi em có coi được nhiều video không? À, có mấy chị giới thiệu thì cái lúc em rảnh đó, cái em nằm em cũng xem được 3 ngày đó. Thì Rồi. nói chung là em thấy cái kênh của chị là hay quá rồi. Em cũng muốn đi vô đây để nhờ chị giúp đỡ em tìm một nửa đàn mình, để có một người nào đó người ta hiểu được cái hoàn cảnh của mình, tại vì sống với mình cho nó trọn vẹn, chứ em bị sốc nó nặng quá, em sợ lắm chị. Em thì em cố gắng coi thêm nhiều video nữa nha. Sau khi em làm video này á thì anh nào mà thích em á thì chị sẽ cho anh ấy số điện thoại để liên lạc với em. Còn em coi video á thì em thích anh nào thì em sẽ liên lạc, em sẽ gửi cái số video của anh đó ở dưới cái tựa đề á cho chị để chị cho cái điện thoại của cho anh đó cho em để em liên lạc với anh đó nha. Dạ. Rồi mẹ em đi bệnh viện hả? À, dạ mẹ em bệnh đi cũng lâu rồi chị, hồi 4 tháng trước. Nay mẹ em đỡ chưa? Dạ mẹ bữa nay cũng đỡ rồi. Đã được về nhà chưa? Dạ em mới về hôm qua. Rồi bây giờ công việc của em là bây giờ em có mấy anh chị em? Nhà có 2 chị em, mà em là lớn, cô em gái nữa là Rồi em gái của em đã lấy lập gia đình chưa? em gái em cũng có gia đình rồi, 2 chị em em ở chung với ba mẹ. Bây giờ và công việc của em thì em chưa có dự định sẽ đi làm lại, nhưng thì thời gian lặng rảnh rỗi ngoài việc chăm sóc cha mẹ em ra thì em còn làm việc gì khác không để giải trí cho mình? Em làm việc ở phòng thuốc nam với ở chùa đó chị. Ồ, nhà em là chủ của Dạ chùa hả hay là sao?
Chùa đó của ông bà của em lâu đời rồi. Chùa là chùa của em á, là hút thuốc hả? Ai sẽ là người À, hút ba thuốc? em là chị. Ba em là cây to bốc thuốc hả? À, ba với chú thì bốc mặt, còn ba thì đứng hút thuốc rồi chặt thuốc quay thuốc. Còn em thì em làm ngoài chùa thì ngày mấy cái ngày lễ lớn với đám tiệc rồi đó em về em nấu ăn rồi em tiếp khách, em lo tiếp trong chùa. Còn ngày thường thì có khi tuần em ở chùa tập gì. Vậy đó. Chùa chỗ em lớn không rồi có nhiều người tu không? À, dạ không, chùa thì nhỏ nhưng mà ông em chủ trì rồi xong rồi em là giống như Phật tử đi phụ vậy đó chị. À, những cái như gạo đồ thức ăn này kia mà Phật tử đến cúng dường đó thì mình phân phát cho những người hoàn cảnh khó khăn đó chị. Rồi bây giờ là em làm công việc đó luôn hay là em có dự định là em sẽ đi làm công việc khác không, hay là em chỉ làm công việc đó là ok rồi? Dạ không, em làm luôn công việc của em trước giờ. Tại vì em cũng làm lâu rồi đó chị. Rồi em sẽ làm Dạ. neo với làm neo lại đó phải không? Dạ em cũng làm. Em dự định là khi nào mình sẽ đi làm lại? Mẹ em bị ung thư đó. Cho nên mẹ cũng yếu, cho nên em chưa biết nữa thì nói chung bây giờ em không biết là khi nào đi, mẹ yếu lắm. Em rồi chiều cao của em là bao nhiêu? Em cao 1m6. Khá cao ha. Rồi em thích anh bạn của mình cao khoảng bao nhiêu? Dạ cao hơn em thì 5 phân đổ lên rồi. Rồi em thích anh bạn của mình trầm tính ít nói hay là lanh lẹ hoạt bát? Dạ chồng nhưng mà phải vui vẻ mà hiền, tại em sợ bị bắt nạt lắm. Sau khi chia tay với ông xã em khá là lâu thì em trẻ trung rồi xinh đẹp chắc cũng có nhiều người theo đuổi em hả? Ở chùa cũng có Phật tử ở chùa thấy em hay ở trong chùa làm công quả đó cũng hỏi này kia, nhưng mà em lúc đó em nuôi con nhỏ rồi lúc em có người em trai bị bệnh chết đó đó, rồi em phải nuôi. Dạ đáng lẽ là nhà em tới 3 người nè, nhưng mà em trai em bị mất. Dạ bệnh mất em nuôi 7 năm rồi bắt xong rồi bắt đầu em về em phải lo cho con học đó. Cho nên em không có thời gian. À, em cũng kiểu như mình đi làm mấy cái việc chị ngồi cũng đấy, tự nhiên cái con ngồi nó sợ cái cú sốc của mình, sợ Em trai của cái em tổn thương. em trai của em bị bệnh gì? À, hồi trước có là em trai bị thận xong rồi chuyển lên trên thành phố em nuôi 7 năm trên đó. 7 năm ở bệnh viện luôn hả? Dạ chạy thận đó chị. Em Dạ nhà em trong vùng khu thôn quê hay là ở ngay thành phố? em ở trong xã. Rồi gia đình Dạ em có trồng cây ăn trái gì không? có trồng sầu riêng chị. Em ở thành phố nào? Em ở thành phố thôi. Cần Thơ hả? Ở Cần Thơ trồng sầu riêng cũng được hả? Dạ được chị, chỗ em là trồng đặc sản sầu riêng không đó. Ồ, vậy đó hả? Vườn cây Dạ sầu riêng nhà em có trái chưa? có, năm nay mới để trái mà ba em để ăn thôi, còn sang năm mới có bán. Chồng cũng 5-6 năm rồi đó hả? Dạ Một vườn nghe rộng không em? dạ của em được 4 công là 4.000 m2, Là mình trồng được bao nhiêu gốc? 80 gốc. Ồ, ít vậy đó hả? Dạ ít, tại nó xa xa lắm mới có một cây, nó cách nhau mấy mét lận. Vậy đó. Dạ
Chăm, chị nghe nói chăm cũng khá là cực phải không? Dạ đúng rồi chị, cực lắm. Nhưng mà khi mình trồng sầu riêng vậy lâu một lâu hết qua lâu mới có thu hoạch thì mình phải trồng mấy cây khác để cho thu hoạch mau phải không? À, em trồng xem những cái cây mà như là cái tắc đó chị, cái tắc nè, xong rồi có cóc nữa, mình trồng xem vô rồi chừng nào cây kia lớn mình đúng. Vậy em cũng biết trồng trồng cây ăn trái nữa ha. À, hồi xưa em chưa lấy chồng là ở nhà em làm không á. Vậy đó hả? Giỏi vậy đó hả? Cực chị ơi. Hồi ở trên ở nhà với ba mẹ thì cũng làm dữ lắm, từ cái đi ra ngoài đi học nghề xong rồi tự lập rồi lấy chồng cũng tự lo, thế nói chung là tới giờ cũng tự hết luôn. Tận làm khỏe chứ. Dạ đúng rồi. Em trồng được rất là nhiều loại cây khác nhau hả? Chỗ em có trồng được giống như là trồng được cải đâu không? Cải mà chị, à, cái đó là rau, rau mình cũng mình làm clip mình trồng bình thường chị, Sao chị nói trồng được trồng hết. trồng nó bị sâu nhiều quá vậy em? Thấy sâu chị sợ quá. Không, trồng á mình làm clip xong rồi mình có cách để mình giữ cho sâu nó không ăn được, Vậy đó hả? cũng phải có phun thuốc đó chị. Em rồi em thích một anh làm quen với em có tính lãng mạn không? Dạ cũng bình thường là được chị. Ông xã trước của em có lãng mạn không? À, lãng mạn mới có người khác đó. Không lãng mạn với vợ hả? Lãng mạn với người khác hả? Dạ ở nhà không có lãng mạn, nói chuyện gặp cái vợ lắm, mà ra ngoài đường thì lãng mạn lắm. Em rồi sao cuộc hôn nhân đổ vỡ mà lâu như thế em không có người yêu thì em nghĩ là một người đàn ông như thế nào sẽ mang lại hạnh phúc cho em? Em mới là tính em á là em hiền, em nhường hết, em không thích cãi nhau, em thích cái gì nó cũng nhẹ nhàng, nói chuyện thì cũng phải từ từ nhẹ nhàng nhưng mà phải vui vẻ chứ không phải là gia trưởng. Rồi ví dụ như em là ở trong nhà là em chịu đựng, em gánh hết rồi, mọi việc gì em cũng làm hết, nói chung là em không có để cho chồng cực, em làm hết đó, cho nên vậy mới chồng mới đi. Chứ mình không có cái gì, cũng mình phụ nữ mà mọi chuyện này kia là mình phải tự làm, chứ em không có thích dựa vô chồng hay dựa vô bất cứ ai hết. Ở nhà là không cho ông xã làm gì hết, làm hết luôn hả? À, em cứ im lặng em làm hết, việc gì em làm thì em làm hết, bưng cái gì nặng hay bất cứ việc gì em cũng làm hết, đi kiếm tiền cũng tự kiếm, em cũng không giờ hỏi anh lo được hay không cũng không. Có nghĩa là ông xã em không có đi làm, không mang tiền về cho vợ, rồi cũng không có làm việc nhà luôn hả? Em làm hết luôn hả? Em làm hết, chồng em mà chiên cái trứng còn không biết chiên. Em nấu ăn rất là giỏi hả? À, dạ em nấu được, giỏi thì không giỏi nhưng mà em siêng làm. Tại vì mấy cái ngày như là mấy ngày em nghỉ á, từng em nghỉ được ngày thì mấy ngày đó em hay đi nấu cơm từ thiện á. Dạ, rồi với em đi kiểu như mấy cái chỗ mà người già neo đơn rồi đó chị, em cũng đi với một hai chị đó, rồi cái lại tận nhà chăm sóc người ta, với đi cho gạo cái này kia, mấy chị em chung tiền vô đi vậy đó. Em không có thời gian nghỉ được chị. Vậy đó. Dạ. Rồi con em là hiện còn nó học lớp 11 hả? Dạ. Mốt đó là đi học là lên thành phố học. À, con em học ở dưới này với em nhưng mà 2 năm nữa ba nó đưa về trên Sài Gòn học và chuyển về ở chẳng với ba luôn.
Cha của bé ở thành phố hả? Dạ, em biết chồng ở đó. Ở đó cũng làm mai đó chị, chứ có quen đâu. Vậy đó hả? Dạ, làm mai thì người ta nói được. Chị tại vì hồi đó mình cũng tại tính nó hiền quá cho nên người ta nói được, chị cũng nghe thấy được, chị cũng được, cũng lúc đầu cũng được. Là không biết sao nữa chừng biết. Nhưng mà làm mai thì em phải có tìm hiểu không? Không tìm hiểu hả? Dạ, hồi đó thì em cũng có tầm nhà lúa lúc đầu ấy, thì nghe cái chị mà chị dạy nghề cho em đó, chị nói được lắm, gia đình ta đạo đức, nhà ta có học được lắm. Thì em về em cũng có qua tìm hiểu nhưng mà kiểu như không có đi chơi với nhau. Rồi cái tìm hiểu rồi thấy được thì chị đó với bên nhà chồng em thấy em cũng được, người ta xuống là biết nhau có mấy tháng. Vậy đó. Không có yêu gì hết trơn. Ok, ok em, chị rất là vui nói chuyện với em hôm nay nha. Rồi chị hy vọng rằng sau video này em sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình trên kênh của chị ha. Em chào khán giả. Dạ, dạ em cũng chào chị Yên Quỳnh, em cảm ơn chị. Em chào cộng đồng mạng, ông bà, cô chú, bác, anh chị. Em cảm ơn. Em chúc mọi người được an lành, sức khỏe. Em gửi số điện thoại của em qua cho chị ha. Gửi số điện thoại của em qua cho chị, ok? Dạ, em xin quý vị hãy gọi ngay cho luật sư Pius Pius and Pius với số 407-222-5577 hoặc 407-888-8888. Xin xem thêm chi tiết các báo Florida và website luậtsutainan.com. Tai nạn, dù lỗi hay phải, dù có bảo hiểm hay không có bảo hiểm, luật sư Pius sẽ giúp quý vị sửa xe, mướn xe, tiền nghỉ làm, tiền bồi thường và vân vân. Luật sư Pius trên 35 năm kinh nghiệm, nhiệt tình, uy tín, không thắng kiện, không lấy tiền, tham khảo miễn phí, phục vụ toàn tiểu bang Florida.